Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đã có buổi giám sát về công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, lũy kế từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 14 tháng 9, trên địa bàn phường Hòa Minh có 112 F0, trong đó đã xuất viện 64 trường hợp. Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, Phường đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 6 lần với gần 123.800 lượt người đạt tỷ lệ 98%. Hiện trên toàn phường còn 4 khu vực phong tỏa cách ly y tế. Đối với chủ trương hỗ trợ trong thời gian thành phố giãn cách, địa phương đã nỗ lực hỗ trợ chi trả đến người dân kịp thời. Tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn như việc hoàn thiện hồ sơ, nhất là đối với đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh còn nhiều điểm vướng trong khi lực lượng cán bộ phường còn mỏng so với địa bàn, nhiều cán bộ phải đi cách ly trong thời gian giãn cách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân Phường Hòa Minh trong công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị về những khó khăn vướng mắt của địa phương. Nhấn mạnh dù thành phố thực hiện nới lỏng một số hoạt động, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là với công tác phòng chống dịch, tiếp tục ra soát danh sách và tổ chức tiêm vaccine hiệu quả để góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine diện rộng bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cụ thể chủ trương chính sách hỗ trợ người dân của thành phố để người dân nắm rõ và kịp thời triển khai các chính sách đến từng nhóm đối tượng